Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Bố vừa mới được cho một hộp pudding rất ngon, xin được ăn trước nhưng cu cậu lỡ mồm ăn hết cả ba hộp nhỏ. Trời mưa nên đội phòng vệ không thể họp định kỳ nên cả nhóm sẽ sang nhà cô Yoshinaga để họp. Kazama mời đám con trai đi dự một buổi tiệc ở công viên, Nene tức lắm nên giả làm con trai để tham gia cùng. Cả nhà Nohara đi trung tâm thương mại, bố ngó xuống hỏi Shin đang nhìn ai thì ông nhõ chỉ vào con bọ hung nên bố rủ tối đi săn. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào! Tập phim Cuộc chiến pudding. Cả nhà vừa mới ăn xong một bữa cơm ngon lành, mẹ bảo chuẩn bị có một món tráng miệng rất là ngon đấy, đó là bánh pudding. Bánh này phải xếp hàng từ sáng sớm mới có thể mua được, nên mẹ nghĩ là nó sẽ ngon lắm cho mà xem. Bố kể là được một khách hàng tặng cho nên bố sẽ thưởng thức nó ngay sau khi tắm. Xin nghe vậy thì rất khoái chí, cảm ơn bố mẹ nhiều, làm cho bố nổi cả da gà. Rồi mẹ bảo cu cậu vào trong tủ lạnh lấy bánh. Siêu quậy nhanh chóng chạy vào mở cửa tủ lạnh. Chà, cái hộp trông xịn xò ghê. Ông nhõi bê hộp bánh ra bàn rồi mở nó ra. Xin làm ngay một hộp vị nguyên bản. Chỉ cần xúc một miếng rồi cho vào miệng thôi là đã cảm thấy như đang ở trên thiên đường vậy. Ngon quá trời đất luôn. Siêu quậy còn nghĩ đây nên là món tráng miệng đặc sản của vùng Saitama đấy. Ăn hết một hộp rồi, cậu nhóc lại lấy hộp có vị trà xanh để thưởng thức. Giờ thì không phải là múc nữa, ai kia dốc cả hộp để miếng bánh pudding rơi thẳng vào mồm. Ôi đã quá đi, còn nốt vị xoài thì xin cũng đánh chén ngon lành. Ăn xong rồi cu cậu mới nhận ra mình đã ăn hết phần của cả nhà. Tưởng tượng ra viễn cảnh bị mẹ ký đầu, rồi còn thêm cả đôi chân thối của bố nữa, làm xin sợ hết cả hồn. Thấy Hima nằm đó, siêu quậy nghĩ hay là đổ hết cho em gái ăn nhỉ. Nói rồi xin lấy chút pudding còn lại định bôi lên mặt của Hima, nhưng cô bé đã phát hiện ra và mút chun chụt. Đúng lúc đó thì mẹ gọi, làm ông tướng sợ quá, bèn ngó vào trong bếp rồi trèo lên tủ lạnh xem có gì thay thế được không. Mẹ hỏi thằng con đã ăn bánh chưa thì xin liền chối ngay lập tức, rồi cu cậu lôi được hộp tàu hũ cùng lọ mật ong. Siêu quậy múc lấy múc để hộp tàu hũ vào trong cốc bánh pudding. Ăn thử thì thấy nó chỉ là tàu hũ thôi nên xin bóp thêm một chút mật ong vào. Thử lại thì ôi sao nó ngon thế. Rồi ông nhõi lại ăn như chưa từng được ăn, đến khi hết cả cốc rồi mới nhớ ra là mình lại ăn hết cả tàu hũ. Giờ phải làm sao đây? Ông nhõi ngó vào bếp, thấy mẹ đã rửa bát xong, bố cũng đã tắm xong rồi. Hào hứng đi xuống mở cửa tủ lạnh, nhưng chả thấy pudding đâu. Siêu quậy bây giờ mới thực sự lo sợ này. Đến khi bố hỏi thì thằng con giả vờ chơi đồ chơi với Hima. Nhưng cô bé không quan tâm, quay mặt sang chỗ khác làm bố cũng quay theo. Và ôi không, ai đã ăn hết chỗ pudding rồi? Bố hỏi thì xin bảo chắc là mẹ ăn hết. Bố có vẻ nghi ngờ siêu quậy nên làm cho cu cậu phải kiếm cớ. Thì mẹ bảo dù có ăn nhiều thì cũng vẫn đói mà. Bố quay sang nhìn thằng con, nhưng ông nhõ lại thắc mắc sao bố lại nhìn như vậy. Chắc có lẽ do bố không còn tin xin nữa. Thấy tội nghiệp con trai nên bố cũng đành tin. Giờ quay sang trách mẹ, siêu quậy mới bảo bố hãy uống tí bia cho hạ hỏa, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì cũng hết bia. Bố quyết định sẽ đi siêu thị tiện lợi để mua bia và bánh pudding. Lúc này mẹ vừa đi ra thì hết toáng lên do chỗ pudding đã bị ăn hết. Xin nói rằng bố ăn hết đó, vì nãy bố bảo thèm lắm luôn. Mẹ tức giận nhưng đợi bố về rồi sẽ giải quyết. Khi bố về đến nhà, đặt túi đồ xuống nhưng chỉ có hai cái pudding mà thôi. Mẹ hỏi phần của mẹ đâu, thì bố bảo mẹ vừa ăn hết ba hộp rồi còn gì. Mẹ bực mình, quát bố vì bố là người ăn mà. Thế là cả hai cãi nhau một trận lôi đình. Mẹ tức quá, nên bảo mình sẽ đi ra khỏi ngôi nhà này. Mẹ kéo theo siêu quậy và Hima đi và nói sẽ về quê ngoại ở Kumamoto. Xin nghe vậy thì chợt nhớ đến chị Nanako, thấy cô và bạn bè ở trường nên gào lên, thú tội với mẹ rằng mình chính là người ăn. Và kết quả là cu cậu ăn một trận no đòn, trong khi bố mẹ thì làm lành với nhau. Nhưng thật ra hai người lại cãi nhau một trận om tỏi. Và cuối cùng thì siêu quậy vẫn là người ăn hai hộp pudding mà bố mua. Tập phim Cuộc họp của đội phòng vệ Kasukabe. Trời hôm nay mưa rất to nên cuộc họp định kỳ của đội phòng vệ có lẽ phải bị hoãn lại thôi. Đang không biết sẽ phải đi đâu thì cô Yoshinaga bước ngang qua. Cả đám bỗng dưng quay lại làm cô giật mình. Rồi xin thông báo đội phòng vệ sẽ tới nhà của cô giáo. Nhưng Yoshinaga hôm nay lại có việc bận mất rồi nên không thể cho cả hội sang được. Siêu quậy biết thừa cô đang nói dối, cô thích các bạn sang nhà cô chơi lắm. Cô Matsuzaka đứng đó cũng nghe được cuộc trò chuyện, không biết cô ấy sẽ làm gì đây. Trời đang mưa tầm tã, cô Matsuzaka cầm ô đứng núp sau tảng đá như thể đang trốn tránh ai đó thì phải. Lúc này đội phòng vệ cũng đã đến nhà cô Yoshinaga, cô Matsuzaka tranh thủ đi cùng các bạn lên luôn. Cô ấy ấn chuông cửa vài lần rồi nhưng chả thấy ai ra mở. Trong khi đó, cô Yoshinaga ở bên trong đang lo sợ không biết ai đứng ở ngoài cửa.
Bỗng Shin nhanh trí nhìn thấy chậu cây bên cạnh. Cú cậu nhấc nó lên thì thấy cái chìa khóa nhà của cô Yoshinaga để ở dưới. Rồi siêu quậy bình tĩnh mở cửa như thể nhà mình vậy. Đến cô Yoshinaga cũng thấy khó hiểu vì không biết tại sao ông nhỏ lại có thể mở cửa nhà mình một cách rất tự nhiên. Càng bất ngờ hơn khi có sự xuất hiện của cô Matsuzaka nữa. Shin bảo cô ấy đến đây để ăn tối đấy. Nhưng cô Matsuzaka có hẹn ăn tại một nhà hàng ở Roppongi rồi mà. Cô Yoshinaga đứng đằng sau nhìn cô Matsuzaka với một ánh mắt đầy sát khí, trong khi cô Matsuzaka đang hả hê nhận lời ăn tối ở đây. Đột nhiên, cô giáo lôi một nửa cây bắp cải ra tặng cho cô Yoshinaga. Thật đúng là không còn gì để nói. Cô Matsuzaka nhớ lại rằng khi sang nhà người khác thì phải tặng một thứ gì đó. Mở tủ lạnh ra thì chỉ còn một chai nước sốt và cây bắp cải. Cô nghĩ chả nhẽ lại mang chai nước sốt đi, và thế là cô cắt đôi bắp cải ra. Yoshinaga cảm ơn, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng chắc bà chị này kẹt tiền cuối tháng rồi. Nhưng cô cũng đang như vậy mà. Giờ cô chỉ ước chú Junichi về sớm để có thể đuổi cái hội này về thôi. Kazama thấy thế thì cũng đưa quà cho cô và bảo khi mẹ biết Kazama sang đây nên có dặn đem đồ để tặng cho cô. Đó là một hộp bánh quy, nó là loại cao cấp đến từ Anh Quốc. Cô Yoshinaga thích lắm, nhưng trông cô Matsuzaka lại chẳng thích tí nào. Rõ ràng đã tặng quà cho rồi mà. Cô đi vào lấy nước thì cả nhóm bắt đầu họp. Kazama hỏi xem chủ đề họp là gì. Siêu quậy liền đưa ra ý tưởng, tại sao cô Yoshinaga không thể kết hôn? Nene cho rằng đây là một vấn đề rất nan giải. Đúng lúc này thì cô Yoshinaga đem bánh và trà ra để mọi người cùng ăn. Cô Matsuzaka nhanh tay cầm hai cái bánh lên, ăn cùng một lúc. Cứ tưởng không ai thấy, nhưng có người thấy rồi. Cô thì cứ chối đây đẩy, đành đánh lắc hướng lấy ảnh của cô Yoshinaga và chú Junichi ra. Yoshinaga thấy sướng lắm, nghe thế thì là biết cô đã sập bẫy rồi đó. Cô Matsuzaka chắc chắn sẽ ở lại đây ăn cơm đó nha. Cô Yoshinaga nghĩ nếu ở lại thì cô ấy sẽ bỏ lỡ mất bữa tối ở Roppongi. Nhưng Shin lại bảo kể cả khi cô Matsuzaka có đi thì cũng sẽ bị từ chối thôi, nên dù có đi thì cũng chỉ là phí tiền bạc và thời gian. Mọi người ai cũng đồng ý như vậy. Trong lúc các bạn đang chỉ ra nhược điểm của việc đi ăn tối thì cô Matsuzaka lại bảo rằng không có chuyện như vậy đâu. Sẽ có rất nhiều anh đẹp trai ở bữa tiệc tối nay nên sẽ rất tuyệt vời. Cô Yoshinaga bắt bài và bảo đó là lý do cô Matsuzaka không nên đến muộn đó. Thế là cô Matsuzaka đã tự đào hố chôn mình. Cô Yoshinaga bảo với mọi người rằng nên có thêm một cuộc họp nữa để giúp cô Matsuzaka. Cả hội đồng ý luôn. Cô Matsuzaka bất ngờ khi thấy cả bọn định đi về. Cả nhóm bảo rằng họ sẽ đi về để cô có thể đi buổi tiệc tối nay. Bỗng nhiên cô Yoshinaga có cuộc điện thoại. Thì ra đó là chú Junichi. Chú ấy bảo rằng sẽ tăng ca, làm cho cô Yoshinaga tụt hết cả hứng. Bọn trẻ nghe thấy vậy thì cũng thương cho cô giáo của mình. Cô Matsuzaka cũng lủi thủi đi về, nhưng cô Yoshinaga ngăn lại, bảo rằng hay cả hai làm đêm của những cô gái đi. Cô Matsuzaka nghe vậy thì sướng lắm, nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Sau đó Yoshinaga bảo cả hội hãy làm món okonomiyaki, làm cho cô Matsuzaka sáng hết cả mắt lên. Cả nhóm sau đó ăn uống vui vẻ cùng nhau, nhưng hình như họ hết mất nước tương rồi. Tập phim Bữa tiệc điên rồ. Yoshina mời Kazama đến bữa tiệc của nhóm cô bé. Vì họ chỉ có 4 người nên Yoshina cũng muốn Kazama rủ thêm vài bạn trai khác nữa. Cậu bạn định từ chối, nhưng khi cô bé bảo rằng Masami cũng tham gia thì Kazama nhận lời luôn. Hôm sau, Kazama kể lại với đám bạn về việc được Yoshina mời tham gia bữa tiệc. Masao nghe vậy thì cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng Kazama kể rằng sẽ có các bạn nữ khác ở trường Mari tham gia nữa. Đầu cơm nắm khá bất ngờ vì đó là trường mẫu giáo nổi tiếng với các học sinh nữ xinh đẹp. Xin thấy hơi hoang mang, còn Bo thì nghĩ cả bọn nên ở nhà đi cho lành. Cả đám sau đó khuyên Kazama hãy tỉnh táo lại, nhưng cậu bạn nhất quyết rủ cả nhóm đi bằng được. Vì thấy càng đông thì càng vui chứ sao. Và lại bên họ có 4 bạn nữ thì cũng cần 4 bạn nam đi theo chứ. Nói rồi, Kazama hẹn mọi người 1 giờ chiều chủ nhật có mặt ở cổng vào công viên nhé. Masao rất hào hứng, không biết hôm đó nên mặc gì đây. Siêu quậy thì băn khoăn, không biết nên mặc bao nhiêu cái quần nữa. Bo bảo chỉ cần một cái quần thôi là đủ. Và rồi 3 người đi vào lớp mà không hề biết rằng Nene đã nấp ở trong bụi cây, nghe được hết kế hoạch của mấy ông con trai rồi. Chị Đại không thể tin được là dù ngày nào cũng có một nữ thần như mình ở đây, nhưng đám con trai ấy lại hào hứng đến bữa tiệc đó. Thật không thể tha thứ được. Đã đến ngày hẹn, các bạn đang đứng chờ ở cổng vào công viên thì hội bạn của Yoshina cũng đã đến. Họ bày khăn ra rồi tất cả ngồi vào như một bữa ăn picnic vậy. Đến khi Masami tự giới thiệu bản thân thì Kazama chỉ chăm chăm lắng nghe cô bạn này thôi. Người đâu mà đáng yêu quá vậy. Rồi Yoshina bảo các bạn con trai hãy introduce bản thân đi. Kazama giới thiệu bản thân một cách tự tin và mượt mà bao nhiêu thì sang đến Masao, đầu cơm nắm run như cầy sấy,
cứ lắp bà lắp bắp, làm đám con gái chả hiểu cậu nhóc nói gì luôn. Kazama liền giải cứu cho bạn mình, bảo rằng chắc do cậu ấy hơi hồi hộp chút thôi. Đến lượt của Shin, ông nhõa cũng nói lung tung, chả ai hiểu gì, và Bo thì cũng chẳng khác tẹo nào. Yoshina thấy bạn của Kazama toàn những người thật là thú vị. Bỗng dưng có một bạn trai trông dáng vẻ ngầu đét xuất hiện, bỏ kính ra thì hội Kazama mới ngỡ ngàng nhận ra đó là Nene cải trang thành con trai. Đang ngơ ngác thì chị đại lại gần Kazama và nói rằng không được hò hay điều gì cả, nếu không mọi thứ sẽ bị lộ tẩy. Kazama sau đó dặn cả nhóm đừng có làm gì ngốc nghếch đó. Yoshina thì không hề biết cậu bạn này là ai nên hỏi Kazama. Nhóc ấy mới bảo đó là một người bạn học chung trường. Nene mới ngồi vào thôi mà các bạn nữ đã sáng hết cả mắt lên rồi. Masami sau đó hỏi thăm về sở thích của chị đại. Đang định nói thì siêu quậy nhanh mồm bảo là trò chơi gia đình bất hạnh. Và kết cục là bị Nene tẩn cho một trận. Có vẻ như hôm nay cô nhóc còn hung dữ hơn bình thường. Đám con gái nhìn thấy vậy thì thích lắm, tại Nene trông ngầu bá cháy luôn. Kazama dường như cũng đã phát hiện ra, hình như Masami đang ưng Nene quá chừng rồi. Sau đó cô bé rủ chị đại ra ngồi cạnh mình. Vừa ngồi xuống thì các bạn nữ đã rót nước và mời bánh kẹo cho Nene. Kazama nhìn thấy thì nhận ra tình hình có vẻ không ổn nên gợi ý cho các bạn chơi trò gì đó. Chị đại nghe được thì bảo chơi trò gia đình nhưng lại nhớ ra là mình đang nhập vai nên làm hơi lố. Các bạn nữ nghĩ đó là một ý tưởng rất hay nên Yoshina yêu cầu một bạn nam sẽ ghép đôi với một bạn nữ để chơi. Kazama thấy như vậy sẽ dư ra một người nên Yoshina đã có giải pháp, đó chính là chơi trò tìm bạn ngẫu nhiên. Đầu tiên Kazama sẽ cặp với Masami, cậu bạn nghe được thế thì sướng lắm. Rồi lần lượt từng người đều có cặp, chỉ có mỗi Shin bị lẻ, nhưng không sao vì cu cậu cũng chỉ thích cặp với mấy chị lớn tuổi hơn thôi. Sau đó mỗi đội sẽ chơi oản tù xì, ai thắng sẽ được sai khiến đội thua cuộc. Kazama nói các bạn nam sẽ lên đại diện oản tù xì cho cặp của mình và kết quả siêu quậy là người chiến thắng, còn Kazama là người thua cuộc. Yoshina bảo ông nhõa đưa ra yêu cầu thì cu cậu đòi tụt quần lắc mông khiến cho cô bé phải quát lên. Kazama phải biện minh rằng Shin hay xàm xí như vậy thôi nên đừng lo lắng. Nói rồi siêu quậy ngồi nghĩ mãi không ra được gì, Kazama thầm mong Shin sẽ bắt cả hai nhảy một bài. Nhưng không, ông nhõa bắt cả hai phải diễn một vở kịch. Mọi người thấy ý kiến đó rất hay nên vỗ tay ủng hộ không ngừng. Cả hai người họ thảo luận một chút rồi bước lên sân khấu để diễn. Hai người tưởng như rất ăn ý với nhau thì Masami bỗng đọc sai tên nhân vật làm Kazama phải nhắc. Nhưng cô bé cho rằng cậu nhóc quá lắm chuyện nên cả hai cãi nhau. Yoshina bảo cứ thế này thì sao mà diễn được hả trời. Rồi Nene bước lên đẩy Kazama sang một chỗ khác để chị đại sẽ diễn cùng Masami. Nhưng khi Masami đọc sai tên thì Nene liền cho cô bé bay xa cả cây. Kazama sợ quá liền chạy lại hỏi thăm thì Masami bảo thích lắm vì lần đầu được bay cao như vậy. Cô bé chạy ra bảo với chị đại hãy trở thành một cặp đôi, làm Nene hoảng quá núp sau lưng Kazama. Đến giờ phút này rồi thì cũng phải tiết lộ sự thật thôi, đó là Nene là một bạn gái. Các bạn nữ khác có thể trầm trồ nhưng Masami lại tỏ ra rất thích thú với mấy bạn gái ăn mặc ngầu như vậy. Cô bé bảo Nene hãy chơi trò gia đình với mình đi, cô nhóc sẽ là vợ còn chị đại sẽ làm chồng. Nói rồi Masami cứ đuổi theo Nene. Kazama lúc này thì khóc hai hàng nước mắt vì mối tình đầu của mình lại tàn vỡ như vậy. Trong khi đó, Masao thì đang đuổi theo các bạn nữ khác, Bo thì chỉ hứng thú với mấy viên sỏi, còn siêu quậy, thấy cái bữa tiệc này chả có gì thú vị cả. Tập phim Thợ săn côn trùng. Hôm nay xin cùng bố mẹ đi siêu thị, đang đi xem xung quanh có gì mua không thì cu cậu bắt gặp được một cậu bé đang năn nỉ mẹ mua cho con bọ. Bất lực quá nên bà mẹ kia đành mua cho con trai. Siêu quậy nhìn vậy thì nghĩ mẹ người ta phải như thế chứ. Lúc này bố đi qua và hỏi Shin đang nhìn cái gì vậy thì ông nhõa bảo đang nhìn một thứ tuyệt vời thôi ạ. Thì ra là thằng con đang ngắm bà mẹ kia, thế mà bố lại cứ tưởng là Shin đang ngắm con bọ hung ở trong lồng. Bố nghĩ siêu quậy thích bọ nên rủ Shin tối nay đi bắt bọ hung với bố. Cụ cậu nghe xong thì hết cả hồn, không những thế ai kia còn nghi ngờ khả năng bắt côn trùng của bố. Nhưng bố bảo yên tâm vì Shin đã có thợ săn côn trùng ở đây rồi. Nghe vậy thì ông nhõa thích lắm, nhưng lại sợ mẹ Misae không cho đi. Thế nên bố sẽ dùng tài năng của mình để thuyết phục mẹ đồng ý. Đúng lúc này mẹ đi ra, thấy được cảnh hai bố con ngồi nói linh tinh mà cũng bó tay luôn. Đêm tối, sau khi ăn cơm xong, Shin cứ giục bố đi bắt bọ, thậm chí còn dùng cả vũ điệu múa mông để bảo bố đi, và thế là bố đồng ý luôn. Bố bảo đợi chút để bố chuẩn bị đồ, và bùm, bố trở thành một thợ săn côn trùng chính hiệu. Và rồi hai bố con xuất phát. Lúc này cả hai đang đi, bố dặn siêu quậy rằng nếu như cố gắng thì hoàn toàn có thể bắt được côn trùng. Không những thế, hồi xưa bố còn được mệnh danh là Hiroshi côn trùng vì hồi nhỏ chuyên đi bắt côn trùng với đám bạn.
Thằng con nghe vậy thì ngưỡng mộ lắm, không hổ danh là thợ săn côn trùng. Hai bố con giờ đã tiến được vào trong rừng, xin hơi hoang mang vì ở đây tối quá, lại còn chẳng có siêu thị hay gì cả. Bố bảo rừng thì làm gì có mấy cái đấy hả ông nội? Đi được một lúc thì bố nhắm một cây sồi để làm nơi dụ mấy con bọ. Rồi bố lôi trong túi ra vũ khí bí mật, đó là hỗn hợp đường, rượu và chuối luộc. Đây chính là món mà những con bọ rất thích. Nói rồi bố buộc nó lên cây làm bẫy, bố chắc chắn sẽ có một con bọ cắn mồi thôi. Đang đứng đợi thì Xin bỗng nhiên đùng đùng bỏ về. Bố thì chẳng hiểu sao tự nhiên cu cậu lại đòi bỏ về, trong khi siêu quậy là người đòi bắt bọ hung má. Nói ra thì bố mới biết được rằng lúc đó Xin mải ngắm bà mẹ kia, chứ có phải bọ hung đâu. Nhưng ông nội vẫn mặc kệ lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm của bố. Đột nhiên một con muỗi bay qua, đốt vào mặt bố rồi quay sang đốt vào mặt Xin. Cậu nhóc lấy luôn bình xịt muỗi xịt xung quanh, nhưng bố đã ngăn lại và bảo cái này là để xịt vào người chứ không phải linh tinh đâu. Xin dỗi nên mặc kệ bố. Đã đến lúc ra kiểm tra cái bẫy xem sao, nhưng siêu quậy không đi. Bố năn nỉ, thuyết phục ông nhõi nếu bắt được một con thì có thể mang đến lớp khoe với bạn bè và Xin sẽ trở thành vua bọ hung. Sau này có thể quen được các chị gái xinh đẹp nữa đó. Cụ cậu nghe vậy thấy cũng hay hay nên đi ra xem bẫy với bố và kết quả là toàn mấy con bọ đầu đầu. Bố liền đặt bẫy ở cái cây khác thì chả có con nào. Xin nghĩ bố nói điêu vì nãy giờ có bắt được con bọ nào đâu. Bố nói chắc là do cái tất của mẹ đó. Mẹ dù ở nhà cũng thấy hơi hơi ngứa tai đó nha. Siêu quậy thấy mệt mỏi quá, liền đòi đi về. Nhưng bố bảo sẽ làm một cái bẫy nữa và lần này chắc chắn sẽ bắt được. Xin nghe bố nói vậy mấy lần rồi mà có được con nào đâu. Bố bỗng dưng nhìn cái bẫy, thấy nó bị bao trùm bởi một cái gì đó đen đen. Đột nhiên chúng bay ra, làm bố và thằng con hết cả hồn. Hóa ra đó là sâu bướm. Về đến nhà thì thấy mệt mỏi thật. Bố tự dưng thấy sau lưng siêu quậy có một con bọ hung to tướng. Rồi bố lấy nó ra để chơi. Mẹ nhìn vậy thì chả hiểu ai mới là người muốn bắt bọ hung ở đây. Và đó là những câu chuyện thú vị của Xin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ya, mata ne!